15 điều kỳ diệu về rau ngổ có thể bạn chưa biết. Theo Đông y, rau ngổ có vị cay, thơm, hơi chát, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, chỉ khái, giải độc, tiêu thũng, trừ viêm, chống sưng, giảm đau, sát trùng đường ruột, làm thuốc lợi tiểu, trị sỏi thận, sốt nóng, chống lão hóa, ngừa ung thư, trị thủy thũng, viêm kết mạc, phong trần, thủy đậu, trị những cơn đau thắt bụng. Rau ngổ là cây thân thảo, có chiều cao khoảng 20cm, thân xốp có nhiều lông, lá nhẵn, mọc đối, không cuống, hơi ôm thân. Rau ngổ có hai loại, ngổ hai lá và ngổ ba lá, mọc vòng. Dùng loại nào cũng được, thân và lá có mùi rất thơm, giới xanh ăn cho rằng rau om có vị giữa quế và cumin, đồng thời thoảng nhẹ thêm mùi chanh, vì vậy được trồng hoặc mọc hoang làm rau gia vị bộ phận dùng, toàn thân cây, người ta thường hái lá non, rau ngổ ăn sống, ăn với phở hoặc nấu canh chua. Để làm thuốc, người ta thường thu hái về rửa sạch, thái ngắn, để dùng tươi hoặc phơi khô để dành. Trong rau ngổ có 92% nước, 2,1% protein, 1,2% glucid, 2,1% cellulose, 0,8% tro. 0,29% vitamin B, 2,11% vitamin C, 2,11% caroten, có chứa nhiều tinh dầu 0,1%, chủ yếu là limonene, anđehit verina, ponotepenoyl, senton và cis caranon Ngoài ra, còn có các nhóm hợp chất coumarin và flavonoid có tác dụng kháng viêm và kháng khuẩn. Một số kinh nghiệm trị bệnh bằng rau ngổ. Một, trị sỏi thận. Rau ngổ có tác dụng lợi tiểu, giảm co thắt cơ trơn, giãn mạch máu, tăng lọc ở cầu thận, do đó làm tăng lượng nước tiểu, tạo điều kiện cho sỏi thận bị tống ra ngoài. Cách dùng, lấy rau ngổ 50g, để tươi, rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước, pha thêm ít muối, uống làm một lần, ngày hai lần dùng từ 5 đến 7 ngày, dùng riêng hoặc phối hợp với rau ngô. Mã đề, cối say, kiên trì thực hiện bài thuốc này có kết quả khá tốt. Hoặc dùng rau ngổ dã nhỏ, lấy nước pha ít hạt muối, uống ngày 2 lần, vào sáng và chiều, uống liền trong 7 ngày. Hoặc dùng 50 đến 100 g rau ngổ tươi xay làm sinh tố uống mỗi ngày, uống trong 15 đến 30 ngày, hoặc nấu với hai chén nước, sôi 20 phút để uống. 2. Trị sỏi mật, sỏi thận, sỏi bùn, đá. 100g rau ngổ tươi dã nhuyễn vắt lấy nước cốt, thêm một muỗng canh mật ong uống vào buổi sáng lúc đói liên tục từ 10 đến 15 ngày. 3. Trị đái dầm, rau ngổ 20g, mùi tàu 20g, cỏ mần trầu 20g, cỏ sữa lá nhỏ 10g tất cả thái nhỏ phơi khô sắc với 400ml nước còn 100ml, uống sau bữa ăn chiều dùng từ 3 đến 4 lần. 4. Trị đái dắt rau ngổ 10g, cỏ tháp bút 10g, dễ cỏ chanh 10g, thái nhỏ phơi khô tẩm rượu sao vàng rồi sắc uống làm 2 lần trong ngày. 5. Trị ban đỏ, rau ngổ 20g, dây vắc tía 20g, măng sậy 10g đọt che mỡ 10g rửa sạch thái nhỏ sắc uống trong ngày. 6. Chị cảm ho, dùng khoảng 20g cây tươi sắc uống. Chị ho lâu ngày do viêm phế quản mãn tính, ngủ hay mơ, 50g rau ngổ om rửa sạch, xã nhuyễn, vắt lấy nước cốt từ 3 đến 5 hột muối. Uống lúc sáng mới tỉnh dậy chưa đánh răng súc miệng liên tục từ 10 đến 15 ngày. Chị ho sổ mũi 15 đến 30 g rau ngổ tươi rửa sạch, sắc kỹ lấy nước uống hàng ngày. Trị sổ mũi rắn cắn, rau ngổ 20 g, xuyên tâm liên 15 g, dã nát thêm ít rượu vắt lấy nước uống, bã đắp. 7. Trị tiểu tiện không thông, tiểu rắt, viêm đường tiết niệu, đau tức vùng bụng dưới bàng quang, vôi hóa tiền liệt tuyến, phì đại tiền liệt tuyến, đau quặn thận do sỏi thận. Dùng toàn cây non, của rau ngổ khoảng từ 40 đến 60 g rồi dã nhỏ hoặc bỏ vào máy xay sinh tố, chế thêm một ly nước sôi để nguội, vắt lấy nước và cho thêm ít hạt muối để uống. 8. Trị viêm tấy đau nhức. Một nắm rau ngổ tươi rửa sạch dã nát, đắp vào nơi thương tổn rất công hiệu. 9. Trị đầy hơi, tức bụng, ăn không tiêu, lấy rau ngổ tươi rửa sạch, mộc hương nam, mua ở các hiệu thuốc nam sắc hai thứ trên với 1000ml nước còn 250ml thì chia làm hai lần uống hết trong ngày 10 trị vết thương ngoài da gây mủ giã nát vài ba cây rau tươi đắp lên vết thương 11 trị rắn cắn 15 đến 20g rau ngổ tươi 25g kiến cỏ giã nát hai vị trên thêm 20 đến 30ml rượu trắng chắt lấy nước uống còn bã đắp vào vết cắn hoặc lấy 20 đến 40 g rau ngủ khô sao vàng sắc lấy nước uống từ 4 đến 5 lần liền. 12. Trị hơ Rau ngủ tươi dã nát chất lấy nước cốt bôi lên tổn thương hơ phơ mảng tròn hoặc bệnh ngoài da, kết hợp nấu nước rau ngủ để rửa hàng ngày. 13. Trị ung thư dạ dày, ung thư tiền liệt tiến. 100 g rau ngủ rửa sạch, dã nhuyễn vắt lấy nước cốt 50 g lá non cây Hoàn ngọc, giã nát, vắt lấy nước cốt Có thể dùng cả bã hoàn ngọc cũng tốt Thêm một giọt mật gấu nguyên chất Trộn lẫn tất cả, uống hoặc ăn vào lúc 12 giờ đêm liên tục 2 tháng Lưu ý, trong thời gian dùng bài thuốc này Kiêng ăn hải sản, cam, quýt, bưởi, mãng cầu ta Nên ăn mãng cầu xiêm, trái lựu, hồng chín, sô-cô-la làm đầu óc minh mẫn sảng khoái hưng phấn, làm việc cả ngày, trị bệnh thiếu máu táo bón đầy hơi không tiêu, tiêu mụn bọc, mụn cám, trị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, đau dạ dày cấp, loét hành tá tràng, 100g rau ngổ phơi khô, sao vàng hạ thổ 3 lần sắc với 100g bạc hà tươi, cộng chưa tước vỏ và 100ml nước lã trong 10 phút. Uống một lần vào buổi sáng lúc đói tốt hơn. Uống 5 thang, nghỉ 5 ngày, luôn phiên cho đến khi hết bệnh, tối đa 1 tháng, 3 lần tổng cộng. Trong thời gian sử dụng bài thuốc này, không sử dụng các bài thuốc có vị bạc hà như dọc mùng. 14 trị bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, ung thư ruột kết, ung thư bao tử, ung thư gan. 100g rau ngổ om phơi khô sao vàng hạ thổ một lần, sắc 10 phút với 50g bạc hà phơi khô sao vàng hạ thổ một lần trong 100ml nước uống liên tục một tháng vào buổi tối sau khi ăn. Lưu ý kiêng ăn hải sản, cam, quýt, bưởi, nên ăn mãng cầu xiêm, trà liệu, hồng chín, sabuche. 15. Trị bệnh ung thư đại tràng, ung thư bàng quang, 100g rau ngổ tươi, 100g lá mừng tơi non dã nhuyễn, vắt lấy nước cốt, có thể dùng cả bã lá mùng tơi cũng tốt, thêm 5 muỗng canh giấm ăn, làm từ chuối, uống hoặc ăn vào lúc 12 giờ trưa. Kiêng ăn hải sản cam quýt bưởi nên ăn mãng cầu xiêm trái lựu hồng chín saboche